Vâng, chào các anh em nhé. Hôm nay một cái video ngắn này để chi tiết về những cái lồng bẫy chuột đồng và lồng bẫy chuột đường mòn, lồng cúng nhung và lồng sắt. Thì đơn vị em đang có 4 cái kích thước mà đang được các bác anh em quan tâm rất nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là mẫu lồng nhà em nó sẽ không giống những cái mẫu lồng đơn thuần các bác ạ. Nhà em sẽ làm bằng thép chống rỉ và 100% nó sẽ là lồng mối hàn, không phải là lồng đan nhé. Và đây là cái kích thước nhỏ nhất này. Và kích thước nhỏ nhất thì đầu tiên đo cho các bác nhà mình được xem. Ở video này thì em sẽ đo và báo giá để các bác nhà mình xem video sẽ nắm được ngay. Với cái lồng đầu tiên đấy, kích thước nhỏ nhất là nó dài 15,5 cm. Chiều rộng của nó thì sẽ là 7,5 cm. Và cao thì sẽ là 7 cm. Và với cái lồng này thì sẽ là lồng khuyên 100% và sẽ là thép chống rỉ để các bác mình sử dụng lâu lắm không vấn đề gì. Thì cái lồng này khi các bác dương lồng thì các bác hãy bỏ cái khuyên lên trên nhé, bởi vì cái khuyên đấy rất quan trọng này. Cái khuyên này là để cho chống sẩy. Anh Trường lấy cho em nắm lò xo ra đây nhé. Chống sẩy đây, em đã gài mấy cái đây để cho các bác mình được xem. Với các bác mà chuyên nghiệp rồi thì các bác đã biết. Còn với các bác mà mới đánh nhé, thì đầu tiên là mình sẽ bẻ ngược cái khuyên này lên này. Kích thước này các bác đã nắm được rồi nhé. Đấy. Cái lồng này đánh con chuột từ 5 lạng đổ lại thì đơn vị em đang gửi tới các bác giá sẽ là 16.000 đồng trên một cái. Và mua từ 20 cái là đơn vị em sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Chất liệu 100% là thép chống rỉ các bác ạ. Và được làm rất là chắc chắn. Mẫu lồng nhỏ nhất. Và tiếp tới là mẫu lồng thứ hai. Cái lồng này thì các bác có thể đánh con to hơn. Kích thước nhá. Kích thước của cái này là dài đủ 18 cm. Cao của nó là cao 8 và rộng thì sẽ là 9,5 cm, tương đối là rộng đấy. Các bác phải tương xứng như là cái găng tay của mình này để các bác thì mình ước chừng. Ví dụ như 18 cm thì nó sẽ chưa bằng một găng tay, bởi vì rất nhiều bác khi mua về thì các bác bảo là tôi không nghĩ là nó to như thế này và tôi không nghĩ là nó nhỏ như thế này. Thì các bác hãy xem thật kỹ nhá. Đấy, đầu tiên các bác hãy dương cái khuyên này lên và mở cái lồng ra. Và lò xo đơn vị em cũng làm bằng một cái chất lò xo đặc biệt để giúp các bác sử dụng rất chỉ là bền hết năm này qua năm khác. Với cái lồng chiều dài 18 cm này thì đơn vị em đang gửi cho các bác giá sẽ là 20.000 đồng một cái. Tất cả lồng thì đều là mối hàn, toàn bộ là lồng mối hàn, là chất liệu thép đẹp nhất đấy các bác. Đấy, và thép chống rỉ nhá. Cái này khi em nói 15,5 cm thì các bác tưởng tượng nó cũng chưa được một găng tay đâu nhá, nó như thế này này. Đấy, một cái video rất chi là chi tiết và cụ thể để các bác thì mình xem sẽ nắm bắt được ngay. Đấy, và tới cái mẫu lồng thứ ba là mẫu lồng các bác có thể đánh cống nhung, đánh sóc, đánh chuột rừng. Đấy, các bác sẽ xem cái kích thước của nó đây. Cái kích thước này của nó là kích thước 21 cm. Và chiều cao của nó thì sẽ là 10. Và rộng của nó thì sẽ là 10,5 cm. Đấy, cái lồng này thì tương đối là được rồi. Bởi vì cái găng tay của nó thì nó sẽ được hơn một găng tay, có nghĩa là 20,5 cm là hơn một găng tay một xíu các bác ạ. Đấy, các bác cũng sẽ bỏ khuyên lên như thế này để mở lồng ra nhé. Đây là chất lượng của cái lồng của TD. Cách gài thì rất chỉ là dễ. Đây là cái lồng này thì em đang gửi cho các bác giá sẽ là 30.000 đồng một chiếc. Cứ mua từ 20 chiếc là đơn vị em miễn phí ship hoàn toàn. Và cuối cùng là cái kích thước lớn nhất để các bác thì mình bẫy chuột rừng, bẫy sóc bông và bẫy những cái con tầm độ 1 kg để các bác sử dụng cái mẫu lồng này. Và đơn vị em là một đơn vị chuyên làm lồng thì các bác nhìn đây thì số lượng cũng rất chi là nhiều để chuẩn bị gửi cho các bác nhà mình. Đây hôm nay toàn bộ là làm lồng to, bởi vì đợt vừa rồi các bác đặt lồng to nhiều quá nhưng đơn vị em không còn, hôm nay thì mới làm đấy nhé. Thì em cũng báo kích thước ở cái mẫu lồng to này nó đang là 25 cm, dài 25 cm, nó sẽ rộng 10,5 cm và cái chiều cao của nó cũng sẽ là 10,5 cm, có nghĩa là vuông 10,5 cm, vuông 10. Đấy, và với cái lồng này thì là kích thước lớn nhất của đơn vị em thì nó là 25 cm đấy các bác nhé. Các bác nhìn chất liệu lưới của đơn vị em đan đây. Với cái chất liệu lưới này thì các bác sử dụng bền này, không bao giờ lo bị sọc sạch lưới hoặc không bao giờ bị lo móp mép khi mà cái con thú nó vào đây nó đạp cả. Đấy mới gọi là một loại chất liệu tốt nhất nhé. Và đơn vị em sẽ nhận gửi trên 63 tỉnh thành của đất nước. Bác nào ở đâu cũng có thể mua được. Đấy, cứ mua 20 cái là em miễn phí ship hoàn toàn rồi. Và ngoài những cái lồng chuột này ra thì đơn vị em còn có rất nhiều loại khác nhau để muốn đưa tới các bác trong cái mùa của năm nay. Thì các bác mà quan tâm tới kênh đã xem được cái video này, các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem những cái dụng cụ tiếp theo của bên đơn với em qua những cái đoạn video ngắn này nhé. Thì cái lòng này em báo giá luôn, em đang gửi được các bác giá sẽ là 35.000 trên một chiếc, cứ từ 20 chiếc là đơn thì em ship hoàn toàn. Ngoài ra nếu như các bác yêu cầu lò xo nhé, đây là loại lò xo rất chi là cứng và bền. Đấy, các bác yêu cầu lò xo thì em sẽ gửi thêm lò xo nhé. Cái này thì giá của nó rất chi là rẻ thôi. Đến một video ngắn thì em đang vừa chi tiết về cái bộ lồng chuột này. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh shop. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái dụng cụ sau nhé.